cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Thẩm phán bác bỏ vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Hội nghị đảng Cộng hòa chính thức khởi động, trăm triệu cử tri nhất tề ủng hộ Donald Trump ngay sau vụ ám sát. 80% cử tri lo ngại về sức khỏe tâm thần và thể chất của Biden sau cuộc tranh luận. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý khán thính giả, một thẩm phán ở Florida đã bác bỏ vụ án liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump về việc xử lý các tài liệu mật. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc điều tra kéo dài và phức tạp về hành vi của ông Donald Trump sau khi rời nhiệm sở. Cựu tổng thống Trump đã phải đối mặt với các cáo buộc phát sinh từ cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt James Smith về việc ông sở hữu các tài liệu mật. Donald Trump đã tuyên bố không có tội đối với tất cả 37 cáo buộc trọng tội từ cuộc điều tra này bao gồm việc cố ý giữ lại thông tin quốc phòng, âm mưu cản trở công lý và khai báo sai. Trong một hồ sơ vào hôm thứ Hai, thẩm phán quận Hoa Kỳ Ellen Cannon đã viết: "Bản cáo trạng bổ sung bị bác bỏ vì việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt Jack Smith vi phạm điều khoản bổ nhiệm của hiến pháp Hoa Kỳ." Quyết định này được đưa ra sau khi có những tranh luận về tính hợp pháp của việc bổ nhiệm Jack Smith vào vai trò cố vấn đặc biệt. Trước đó, vào đầu tháng này, cựu tổng thống donald trump đã yêu cầu tạm dừng một phần vụ án tài liệu mật được đưa ra chống lại ông yêu cầu này được đưa ra sau khi tòa án tối cao hoa kỳ quyết định rằng các tổng thống có quyền miễn trừ đáng kể đối với các hành động chính thức xảy ra khi họ đang tại chức các luật sư của donald trump đã yêu cầu tòa án ở florida tạm dừng tất cả các thủ tục trong vụ án cho đến khi thẩm phán có thể áp dụng phán quyết miễn trừ của tòa án tối cao vào các sự kiện của vụ án đây là một diễn biến quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến cựu tổng thống Trump và cách ông xử lý các tài liệu mật sau khi rời khỏi tòa Bạch Ốc. Quyết định của thẩm phán Cannon có thể ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc điều tra và các vụ án khác đang chờ xử lý liên quan đến cựu tổng thống Trump. Hội nghị đảng Cộng hòa chính thức khởi động, trăm triệu cử tri nhất tề ủng hộ Donald Trump ngay sau vụ ám sát. Quý khán thính giả thần mến, hội nghị toàn quốc đảng cộng hòa rnc đã bắt đầu vào thứ hai hai ngày sau khi cựu tổng thống donald trump người đại diện tiêu biểu của đảng cộng hòa sống sót sau một vụ ám sát vụ nổ súng xảy ra vào thứ bảy tại buổi vận động tranh cử của donald trump ở miền tây pennsylvania vụ việc này đã làm một khán giả bị giết và hai người khác bị thương nặng riêng cựu tổng thống may mắn chỉ bị thương nhẹ khi một viên đạn sượt qua tay vụ ám sát đã làm thay đổi không khí và nâng cao mức độ quan trọng của hội nghị cơ quan mật vụ hoa kỳ và các quan chức khác thông báo vào đêm trước hội nghị rằng không có kế hoạch mở rộng phạm vi an ninh và không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào chủ tịch ủy ban quốc gia đảng cộng hòa michael wadley cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên fox news sunday đấu trường đã sẵn sàng an ninh được đảm bảo và chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi làm việc với cơ quan mật vụ hội nghị toàn quốc đảng cộng hòa bắt đầu vào thứ hai với việc đề cử cựu tổng thống trump thông qua cuộc bỏ phiếu của đại diện các bang Hoạt đi cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là một cơ sở mà chúng tôi có thể đón tiếp 50.000 đại biểu, khách mời và báo chí và tất cả sẽ an toàn. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Cựu tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội vào chủ nhật cho biết ông dự định hoãn chuyến đi tới hội nghị sau vụ nổ súng nhưng cuối cùng đã quyết định không để kẻ ám sát khục đó thay đổi kế hoạch của mình. Sau đó vài giờ, cựu tổng thống đã đến Milwaukee, thành phố lớn nhất của bang Wisconsin. Trong cuộc hội nghị kéo dài 4 ngày, Donald Trump sẽ chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và khi hội nghị bắt đầu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cựu tổng thống khi rất có khả năng ông sẽ công bố người đồng hành tranh cử của mình. Sau khi khoảng 2.400 đại biểu đảng Cộng Hòa từ khắp nơi trên đất nước đã tập trung lại Fisher Forum ở trung tâm Milwaukee, công việc đầu tiên sẽ là chính thức đề cử Donald Trump trong buổi bỏ phiếu vào chiều thứ hai, Donald Trump dự kiến sẽ chấp nhận đề cử khi ông phát biểu tại hội nghị vào tối thứ Năm. Cuộc họp dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự, vẫn giữ nguyên chương trình ban đầu bất chấp vụ nổ súng vào thứ Bảy, và các diễn giả được yêu cầu không thay đổi bài phát biểu của họ do vụ nổ súng. Chiến dịch của Donald Trump cho biết cựu tổng thống sau khi thoát chết và đến hội nghị sẽ kêu gọi đảng mình đoàn kết trước thảm kịch thay vì chỉ trích đối thủ chính trị của mình. Cố vấn cấp cao của chiến dịch Donald Trump, Jason Miller, trong một cuộc phỏng vấn vào tối chủ nhật trên Jess Waters Prime Time của Fox News, cho biết cựu Tổng thống Trump đang chỉ đạo bổ sung một số điều trong bài phát biểu của mình vào thứ Năm. Miller tin rằng giọng điệu của bài phát biểu sẽ thực sự gây ấn tượng. Ông khẳng định, Donald Trump biết rằng đây là một khoảnh khắc then chốt. Ông ấy là người duy nhất có thể đứng lên và lãnh đạo vào thời điểm này, và đất nước này đang khao khát sự lãnh đạo. Về phía cựu Tổng thống Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ nhật với Washington Examiner, cho biết, thật lòng mà nói, bài phát biểu bây giờ sẽ hoàn toàn khác, đây là cơ hội để đoàn kết đất nước, tôi đã được trao cơ hội đó. Đảng Cộng hòa đang hy vọng có thể sử dụng một hội nghị như một diễn đàn để tái hợp đảng và tiếp thêm năng lượng cho các đại biểu và các nhà hoạt động trước giai đoạn cuối của chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Donald Trump với Joe Biden. Cùng với nỗ lực đoàn kết đó, cựu thống đốc nam Carolina Nikki Haley, người từng là đại sứ tại Liên hợp quốc trong chính quyền Donald Trump, sẽ phát biểu tại hội nghị vào thứ Ba. Được biết, bà chính là đối thủ cuối cùng của Donald Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm nay. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3, bà đã chính thức rút lui và công khai ủng hộ cựu tổng thống Trump trong việc tái tranh cử. Cũng trong chương trình vào thứ Hai, khi hội nghị bắt đầu, đảng Cộng hòa dự kiến sẽ thông qua một nền tảng mới đã được phê duyệt nhanh chóng vào tuần trước. Dù nhiều nhà lãnh đạo bảo thủ xã hội hàng đầu khen ngợi sự thay đổi này Dấu hiệu mới nhất này cho thấy ảnh hưởng tư tưởng ngày càng mở rộng của cựu Tổng thống Trump đối với đảng Cộng hòa. 80% cử tri lo ngại về sức khỏe tâm thần và thể chất của Biden sau cuộc tranh luận. Kính thưa quý vị, một cuộc khảo sát mới đây đã cho thấy gần 80% cử tri lo ngại về khả năng sức khỏe tâm thần và thể chất của Joe Biden sau cuộc tranh luận tổng thống với cựu tổng thống Donald Trump. Cuộc khảo sát của NBC News với 800 cử tri đã đăng ký được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, trước khi xảy ra vụ ám sát cựu Tổng thống Trump tại một cuộc vận động ở Pennsylvania cuối tuần qua. Kết quả cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn trước Biden với tỷ lệ 47% so với 45% trong cuộc đối đầu trực tiếp. Mặc dù cuộc đua vẫn còn xích sao, cuộc khảo sát cũng cho biết rằng 62% cử tri đảng Dân Chủ muốn có ai đó khác làm ứng viên của đảng thay vì Biden và 79% tổng số cử tri lo lắng về khả năng tâm thần và thể chất của Biden, người đã 81 tuổi. Trong khi đó, chỉ có 50% số người được hỏi tỏ ra lo ngại về sức khỏe tâm thần và thể chất của Donald Trump, người đã 78 tuổi. Cựu chánh văn phòng của Biden, Ron Klain, cho biết cử tri không nên lo lắng sau cuộc tranh luận của Biden. Tuy nhiên, màn trình diễn của Biden trong cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 đã bị chỉ trích trọng trải, làm thay đổi hướng đi của cuộc đua với một số thành viên quốc hội đảng Dân Chủ kêu gọi ông nên rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử lần này. Khảo sát cũng cho thấy 58% cử tri có mối lo ngại lớn hoặc vừa phải về việc cựu Tổng thống Trump có thể bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội với 34 tội danh trọng tội, giả mạo hồ sơ kinh doanh trong một vụ án tiền bịt miệng và đối mặt với các cáo buộc trọng tội bổ sung liên quan đến nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử năm 2020. Về cuộc tranh luận, 71% số người được hỏi xác nhận sẽ vẫn trung thành với việc ủng hộ ứng viên của mình như ban đầu. Chiến dịch của Donald Trump cho biết, sau vụ ám sát, cựu Tổng thống sẽ kêu gọi đoàn kết trước thảm kịch, thay vì chỉ trích đối thủ chính trị của mình. Trong một cuộc đối đầu tiềm năng với Kamala Harris, người được cho là sẽ thay thế Biden nếu ông rút lui khỏi cuộc đua, cựu Tổng thống Trump dẫn trước bà với tỷ lệ 47% so với 45%, theo khảo sát của NBC. Một khảo sát của Pew Research cũng cho thấy, Donald Trump dẫn trước Biden với khoảng cách hai chữ số trong ba vấn đề quan trọng. Đảng Cộng hòa đang hy vọng sử dụng hội nghị toàn quốc như một diễn đàn để tái hợp đảng và tiếp thêm năng lượng cho các đại biểu và nhà hoạt động trước giai đoạn cuối của chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của cựu tổng thống Trump với Joe Biden.